Tòa nhà ba tầng này trước đây là trung tâm đào tạo chỉ đạo tiếng của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Được sự chỉ đạo của Bộ Y tế thì bệnh viện đã chuyển đổi công năng trở thành trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID quốc gia với quy mô lên đến 200 giường. Hiện nay, khâu hạ tầng đã được hoàn thiện xong, hệ thống oxy và máy thở đã được lắp đặt. Bên cạnh đó là nhiều thiết bị y khoa hiện đại như máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số, máy truyền dịch, bơm tim điện cũng đã được tập kết. Do quy mô lên đến 200 giường bệnh nên một bồn oxy 20 tấn cũng đã được trang bị và đấu nối với hệ thống của trung tâm. Để sớm đi vào hoạt động, những ngày qua lãnh đạo bệnh viện liên tục đốc thúc tiến độ triển khai thiết bị. Về nguồn nhân lực thì bệnh viện cũng đã điều động khoảng 200 bác sĩ điều dưỡng để vận hành trung tâm này. Bệnh viện đã có kế hoạch tập huấn cho tất cả các bác sĩ tham gia về kỹ thuật thở máy hoặc là những cái kỹ thuật chuyên sâu liên quan đến hồi sức. Thì đến thời điểm này thì công tác đào tạo chuẩn bị nhân lực đã hoàn chỉnh. Với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y bác sĩ chuyên sâu thì trung tâm này sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID nặng. Dự kiến ngày 14 tháng 8, trung tâm sẽ chính thức đi vào hoạt động.